Cảng Sinop nằm ở bờ phía nam của Biển Đen. Ballard đang chịu áp lực phải công bố những gì anh ấy đã tìm thấy một cách chính thức. Trong khi đó, Ballard vẫn chưa tin rằng anh ấy đã tìm được bất kỳ thứ gì thực sự giá trị. Tàu chân trời phương Bắc đậu ở cạnh cảng trong khi chờ máy móc được sửa chữa. Những thành viên quan trọng từ Mỹ đã đến. Martin Bowen là một người vận hành các phương tiện điều khiển từ xa, có kinh nghiệm và đã làm việc với Ballard từ thời anh ấy đi tìm con tàu Titanic. Tất cả những gì cần làm bây giờ là chứng thực những gì chúng tôi nghĩ chúng tôi đã nhìn thấy. Tôi lo lắng về sự phức tạp trong quá trình ghi nhận các bằng chứng. Chúng ta sẽ đi tìm những mảnh đất sét nhỏ, công cụ, vân vân hay bất cứ thứ gì có được. Ballard đặt niềm tin vào Bowen và một phương tiện không người lái gọi là Tiểu Hequin để chụp được những hình ảnh chất lượng cao và thậm chí là tìm được một số mẫu vật dưới đó. Anh ấy cần thông tin hay bất cứ thứ gì có thể xác định liệu địa điểm 82 đã từng có người ở hay không. Bằng cách nào thì tôi cũng muốn có được kết quả chính xác. Tôi không thể chờ đợi thêm nữa. Có thể những phát hiện này chẳng có ý nghĩa gì. Và khi biết như vậy rồi, tôi có thể trở lại với công việc của mình. Ballard biết rằng anh ấy cần có những bức hình rõ hơn về địa điểm này và anh tin rằng Tiểu Hequin có thể làm được việc đó. Nếu anh ấy có thể lấy được một số đồ vật hay mẫu đất, chúng có thể giúp anh quyết định xem địa điểm đó đã bao giờ có người ở chưa. Nhưng trong thời gian này, anh ấy đang chịu áp lực rất lớn khi phải phân tích trên những hình ảnh do Tiểu Hequin gửi về. Ballard đã kiệt sức vì anh có rất ít thời gian để ngủ từ khi cuộc thám hiểm bắt đầu. Mọi thứ bây giờ đều phụ thuộc vào thiết bị, cũng đã phải làm việc đến hết công suất, đang tìm kiếm mục tiêu ở dưới đáy biển. Mười giờ mệt mỏi đã trôi qua trước khi nhà khảo cổ học Fred Hinbert phát hiện ra những điểm đáng chú ý đầu tiên ở mục tiêu số 82. Kia là cái gì? Nhìn kỹ xem, ở bên phải kia. Nhìn rõ rồi, đã đánh số chưa? Đánh số rồi ạ, hình ảnh rất rõ ràng. Cảm giác đầu tiên của Ballard là nhẹ nhõm. Những bức ảnh Tiểu Hequin gửi về cho thấy những chi tiết họ chưa từng được thấy trước đó. Là đá. Còn cái kia thì sao? Trông giống như đồ gốm sứ vậy. Ảnh ở góc bên phải thứ nhất xuất hiện, một hình dạng không thường thấy trong tự nhiên. Nhìn những tấm kia kìa, không phải là cái cọc. Thật may quá. Nhìn những tấm này xem, trông giống như là những phiến đá vậy. Kéo gần lại xem. Là cái đó đấy. Nó là cái gì vậy? Kéo gần lại nữa đi. Nhìn xem, trông giống như một miếng gỗ, phần khung gỗ. Rõ ràng là sự thể hiện của công nghệ xây dựng cổ xưa. Trông thực sự rất giống phần khung gỗ. Chúng ta hãy thử tìm kiếm những thứ khác xem. Xuống sâu nữa xem. Có ba thứ ở kia, ở chỗ kia. Bên phải ấy.
Giữ máy ở nguyên chỗ đó. Just try to hold a steady shot. Có gỗ ở khắp nơi và các đồ thủ công do bàn tay con người làm ra, và đá có hình chữ nhật như thế này. Bạn nghĩ gì? Bạn phải nghĩ gì đây? Cứ thử nghĩ mà xem, rõ ràng là có sự hiện diện của con người ở đây. Các hình ảnh lần lượt trôi qua. Bây giờ Ballard đã sẵn sàng để công bố rằng anh ấy đã tìm thấy những thứ mà con người đã để lại khi trận đại hồng thủy xảy ra và cuốn đi toàn bộ thế giới của họ. William Ryan thường thắc mắc về cuộc sống con người xung quanh cái hồ trước khi trận lụt xảy ra. Bạn có thể thấy vô số dải cát, và giữa những dải cát đó và đất liền là những vùng nước nông, vùng đầm phá. Và họ chắc chắn đã đi lại trên đó như tôi đây. Tôi tưởng tượng mình ở trong khung cảnh đó, chèo thuyền trong các đầm lầy 8.000 năm trước. Ryan và Pittman cũng hình dung ra những người sống gần đầm lầy đã trải qua những gì khi eo biển Bosphorus bắt đầu mở ra. Nó giống như việc một con đê tự nhiên dày hơn 3 km bị vỡ. Nước từ biển Địa Trung Hải tràn vào ồ ạt. Những ai sống ở gần Bosphorus chắc hẳn đã bị nước cuốn đi ngay từ những đợt sóng đầu tiên. Hàng ngày đến hàng tuần, rồi hàng tháng đã trôi qua, nhưng nước vẫn tiếp tục tràn vào. Nó chảy vào trong đất liền khoảng 152 mét, có thể từ một vài trăm mét đến một vài km mỗi ngày. Ngày này qua ngày khác, cứ tiếp tục như thế, liên tục. Theo Ryan và Pittman, biển đen mà chúng ta biết đến ngày nay đã được hình thành trong vòng chưa đến một năm, do một thảm họa tự nhiên đã khắc sâu trong tâm trí những con người sống sót và đã được kể đi kể lại, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó chính là phần gây tranh cãi trong giả thuyết của họ. Họ cho rằng những người sống sót cố gắng thoát khỏi dòng nước đang dâng lên, mang theo cả nền văn hóa tiên tiến của mình cùng câu chuyện về trận lụt mà sau đó còn được truyền miệng trong hàng ngàn năm sau. Vấn đề là không hề có bằng chứng cho điều đó. Bằng chứng khoa học về trận lụt biển đen có vẻ chắc chắn. Nó cũng hợp lý khi giả sử rằng sự kiện này có ảnh hưởng to lớn đến những con người sống gần biển đen ở thời điểm đó. Nhưng quyển sách đã tiết lộ một điều đáng chú ý hơn. Họ cho rằng chính những trận lụt này là nguyên nhân của những trận lụt bí ẩn sau đó. Đó chính là điểm các nhà khảo cổ học thấy khó chấp nhận nhất. And that, I think, has always been the most difficult claim for archaeologists to accept. Khi chúng tôi phát hiện giả thuyết về trận lụt, chúng tôi muốn các nhà khảo cổ học và thần thoại học chấp nhận nó vì nó là một sự cám dỗ gần như không thể cưỡng lại được. Không có cách nào để khiến tôi nói rằng, không, tôi sẽ không làm điều đó. Ballard biết rằng anh sẽ không thể tìm thấy được bằng chứng chứng tỏ được rằng trận lụt ở Biển Đen và trận lụt Noah là một. Nhưng anh có cảm giác rằng anh đã gần tìm ra được một phần đã bị mất của lịch sử. Tất cả những gì anh ấy cần là lấy được một mảnh vụn của quá khứ. Nhưng chiếc máy không được thiết kế để thực hiện sứ mệnh đó. Tiểu Hercules có một cái túi làm bằng vài bạt Carneas, có thể đựng được những khối đá, nhưng nó không thể xúc được những mảnh nhỏ từ địa điểm khảo sát. Được rồi. Đúng rồi. Mọi việc vẫn còn tiếp tục. Tôi nghĩ là chúng ta cần thêm nhiều những bằng chứng nữa.
Tiểu Hercules đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, mang theo những món đồ quý giá. Bên trong cái túi vải là một ít đất và một số đồ vật bằng gỗ. Chúng sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích thành phần hóa học và xác định niên đại. Điều đó có thể cho một câu trả lời chính xác đầu tiên cho những câu hỏi mà ai cũng đang băn khoăn. Bạn biết không, khi tìm thấy tàu Titanic thì mọi việc rất khác. Đó là một chuyến đi săn của tôi. Vẫn dùng đến những khả năng của mình, nhưng đó như một chuyến đi săn. Còn đây lại là khoa học. Cuối cùng, cái bạn có chỉ là những mẫu vật. Nhưng đó sẽ thật tuyệt vời nếu nó cho ta những câu trả lời chắc chắn. Ý tôi là, bạn chưa thể biết những thứ đó sẽ nói lên điều gì, chỉ cần một điều gì đó thôi. Mọi người trên tàu đều rất hào hứng. Ai cũng có cảm giác rằng họ đang được chứng kiến quá trình thực hiện của bộ phim về lịch sử khoa học. Ballard không thể giữ kín phát hiện này lâu hơn được nữa. Đã đến lúc gọi điện thoại. Khi nhận được cuộc gọi, tôi rất vui. Tôi gọi Bill ngay lập tức. Tôi nghĩ là dù ai đã gọi cho tôi, thì cũng hãy để tôi gọi thông báo cho Bill trước. Anh ấy gọi và bảo tôi, hãy chuẩn bị tinh thần rồi mới nói với tôi. Khi nghe tin, tôi đã, trời ạ, tôi không thể tin được. Tôi cứ nghĩ anh ấy đùa. Một địa điểm ở Biển Đen đã từng có người ở, đã được tìm ra. Tôi không cho trí tưởng tượng của tôi đi xa như thế, vì ảnh hưởng của việc đó sẽ rất lớn. Nếu địa điểm đó có từ khi trận lụt xảy ra, câu hỏi tiếp theo là, nếu có con người, nó đã là một nơi như thế nào? Là một địa điểm tôn giáo à? Những gì còn sót lại của một ngôi nhà hay một phần mỏ đá là gì? Và sau đó chúng tôi cũng cần phải tìm ra niên đại của chúng nữa. That's my fantasy.